Xin chào mọi người, đây. Xin chào mọi người. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục series tay nhanh hơn lão các bạn nha. Wow. Hình thức chơi nha. Là mình hình thức chơi thì hôm nay về hoa quả bạn nhá. Đấy, mình cứ đọc cái món nào ai chạm tới món đấy nhanh nhất thì sẽ là người được phép chỉ định. Những người chọn chậm, không chọn được và chọn đúng, hiểu chưa? Hiểu rồi. Và phần thưởng mình dành cho người cuối cùng ngừng ăn trong trận chiến tay nhanh hơn não này sẽ là 5 triệu đồng các bạn nhé. Hình phạt là gì anh nhỉ? Đấy, hình phạt thì các bạn ơi, thôi hôm nay mình sẽ không phạt các bạn nhé. Ăn cái này lắm rồi, ăn là khổ rồi các bạn. Đúng rồi. Đấy thì các bạn thấy video này mình hay, nhớ like và chia sẻ với ủng hộ mình các bạn nhé. Đấy, hôm nay trò chơi chúng ta sẽ phải động bằng não các bạn ạ, phải nhanh, tay nhanh hơn lão bạn nhé. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy, rồi trận chiến sẽ bắt đầu bạn nhá. Let's go. Người chơi ta sẵn sàng chưa? Đấy, là bắt đầu nhá. Tay là phải nhanh hơn lão, hiểu chưa? Rồi, ai là người chụp nhanh nhất thì người đấy sẽ được chỉ định. Rồi. Rồi. 1 2 3, quả táo. Ok. Viễn là người chọn đúng các bạn nhá. Đấy. Ok, Viễn chỉ định ai? Nhân mặt đây. Ok. Đánh gắt rồi các bạn. Rồi. Cho mấy quả nữa. Rồi. Bây giờ nha. Đấy. Anh cả đấy. Người bốc được các bạn ạ sẽ có quyền là chỉ định người lấy quả táo to này. Đấy. Quả táo là mình nhanh tay nhanh rồi. Rồi, anh ăn thế nào? Ngọt. Ngọt à? Quá tuyệt vời. Có cay không? Không. À không cay. Được. Không cay à? Các bạn thấy video này hay, mình hay nhớ like chia sẻ của mình nhá. Đấy. Ok tiếp. Các bạn Viễn chơi cái trò này rất là nhanh trí các bạn nhỉ. Các bạn ơi, riêng Khánh Mường nói như thế nó tí nữa mình cho mấy cái nữa. Rồi. Đấy. Khả năng là Khánh ăn hết quả này khá lo à nhỉ. Lo được. Rồi. Đấy, trò này là chúng ta phải dùng tay các bạn ạ. Ăn lâu rồi các bạn, quả táo đấy mình lấy là sống lâu rồi. Rồi. Bách Khánh bị chỉ định cay nhỉ. May là ăn quả táo đấy cay nhỉ. Quả táo cay không? Cay không? Cay. Cay lắm các bạn. Cay này đẹp trai các bạn nhỉ. Ok. Cay này quá đẹp trai luôn đấy. Cay. Cay. Nha các bạn nha. Rồi. Cay hết các bạn nha. Anh chịu thua chưa? Vâng. Rồi. Rồi. Đấy, cánh cay đấy nhờ. Cay lắm rồi. Rồi, cánh này cố gắng nhá. Đấy, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thế bắt xe hết của mình. Rồi. Cánh cứ ngồi bình tĩnh nữa. Bình tĩnh cái tay thì đây đừng có lấy lên trên rồi tuốt thế còn gì các bạn. Ok, ok được rồi. 2 3 bắt đầu. 1 2 3 quả chuối. Ô quả chuối đơn giản quá. Rồi, ok. Quả chuối này ngon đấy bọn Viễn ạ. Chuối wow. Cay không? Quả chuối này mềm ăn nhanh ấy mà. À Viễn. Không cay, không cay. Không cay hả? Ừ, không cay anh ạ. Không cay à? Chuối ngon, ngon không? Tôm. Rồi. Đấy, cho nhẹ nhàng thôi các bạn ạ. Bây giờ cho quả dưa hấu thì lại nhanh ra quá các bạn nhá. Rồi. Quả này thì sao? Cho đi, cho đi. Bạn cho đi bạn tiếp theo luôn này. Trộn ra. Ok. Chuối ngon đấy. Rồi. Ok. Vòng tiếp theo nhá. Nào, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1 2 3. Quả chanh. Quả chanh rồi nhá. Rồi, chanh vàng. Rồi, ok. Anh Hoàng chỉ định ai? Bách chưa ăn cho Bách. Bách chưa ăn cho bạn. Rồi. À đây là đây. Chị đi nào bạn. Quả chua. Bách cảm thấy thế nào? Cay đấy. Cay nhỉ? Cay đúng không? Cay với chua đúng không? Ăn một vòng mình chả thấy cái quả chanh đâu mà. Rồi bắt đầu đi. Ê, nước tiết ra này. Nhìn nước này, nhìn nước này. Bắn mù mắt. Ui rồi. Ui, chanh nhiều nước đấy. Ngọt. Ok, nó thế nào? Chua chua cái cay, cay vỏ ấy đây ạ. Rồi. Đắng không? Cay trong lòng nữa. Cay đấy nhờ. Cố lên. Các bạn à, ở đây ai ăn rồi mỗi bắt cho ăn mình phải chỉ định đúng bắt rồi. Đấy, Bách chịu thua chưa? Chưa. Rồi, mỗi quả này thì không ăn thua gì các bạn ạ. Yeah. Ui, nhiều nước thế nhỉ? Đấy, nhớ lên. Kiếp
các bạn mình nhìn ăn mà mình chảy nước miếng luôn các bạn, tự tưa lưng miếng nước bọt của mình tiết ra liên tục chua, các bạn chua đấy rồi bác chua không đây gỏi trắng thật nên là mà vừa trắng vừa chua vừa cay rồi cay nhà mình có cay đâu mà cay trong lòng nha anh cay đấy nhìn này bác ăn thèm chảy nước miếng mà cho miếng bác cho miếng cay quá chảy nước mắt đi má mồm má mồm có ai đấy ăn quá nhỉ rồi quả chanh vàng này to quá các bạn ạ to to hơn cái quả chanh thường của chúng ta rất là nhiều các bạn nhé khánh các bạn khánh mừng cho quả chuối mình ngon đấy rồi mình quả chuối là ngon chuối nhất đấy thèm nãy quả táo kia cũng ngon mà mình mới dành cho khánh mừng ấy rồi các bạn. Táo lại ngon táo ngon nó ngon nó ngọt nó mềm đấy các bạn nhưng mà quả chanh chẳng ngon cái gì cho em ạ rồi bách dơ cao lên ngồi thẳng người lên đấy bách không ăn được chịu thua nhá nếu bách tí nữa bốc nhanh thì chỉ được nhai em chưa nói em bí mật chứ nhở anh không nói không cần nói rồi rồi không cần nói chắc là anh Hoàng rồi các bạn ạ đúng không okay. Em không nói chúng ta phải dùng chiến thuật chỉ định những người ăn khỏe trước đấy hiểu chưa anh Hoàng cũng rất là chiến thuật đấy cho quả chanh cho chế độ ghi răng các bạn rồi chế độ ghi răng nhưng mà chỉ định ai nhưng mà chỉ định bách là hợp lý rồi chua đấy bách kìa rồi bách chốt chưa à chưa chốt được các bạn ạ anh bách ăn không cảm xúc luôn các bạn ạ không cảm xúc kỳ nhưng mà chua đấy các bạn mình đọc nhìn ghê răng luôn các bạn sợ chua rồi chốt đi chốt đi ok về. Đấy bách chịu thua chưa chưa bách hết chua chưa vẫn chua nhở chua vẫn chua vừa cay rồi nhá. Thế bây giờ ăn quả ngọt ngọt nhá đấy rồi. Ok ok sẵn sàng chưa sẵn sàng ngọt đi sẵn sàng chưa sẵn sàng 1 2 3 quả cam rồi anh Hoàng trước bách cài ok đấy anh Hoàng sớm và nhanh nhất các bạn nhá rồi rồi anh Hoàng chỉ định ai cho cù viễn rồi đấy viễn sướng toàn quả ngoan anh cho anh đứng ra trời ơi chặn đấy bạn ơi rồi gọi là chặn cho trí tuệ ui ra mình ngon đấy ngon đấy ngon đấy một cam có khác các bạn nhỉ 4 chiếc rồi các bạn ạ ngon đấy cho Khánh miếng đây Khánh cho Bách miếng không đỡ chua không ăn đi cam này ăn được càng lại chua ăn thì ăn nhá bạn biết nhá mình làm miếng bạn nhá thèm không ạ mãi chả được ăn rồi cơ hội anh đặc biệt anh Hoàng lại bảo anh hôm nay anh xin thua tại vì anh giỏi anh Hoàng ơi ngọt nha anh em thấy ngọt cái này còn ngọt hơn người yêu bạn ấy ngọt ngọt phao câu ngon rồi ok cái này ngon như phao câu của người yêu Khánh Khánh anh em ạ rồi có đây người ngọt hơn phao câu người yêu Khánh người yêu Khánh còn phao câu to lắm ạ người yêu Khánh ấy em nghĩ phao ngon bạn đây phao câu của người yêu rồi nói chung là quả này ngon đấy rồi ok Viết chữ thua chưa chưa rồi sẵn sàng chưa sẵn sàng 1 2 3 quả xoài anh rồi ngồi xuống Khánh ngồi xuống Khánh chỉ định ai đây bởi vì Khánh là người bốc nhanh nhất các bạn ạ chạm vào tay nhanh nhất đấy, Khánh chỉ định đi ừ các bạn ơi thôi mình cho anh Hoàng chưa ăn rồi. Quả xoài to rồi các bạn rồi anh được đấy được đấy 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 chưa rồi. Không có buồn cay nữa anh ạ rồi mới được ăn các bạn ơi. Hả quả này ngon anh ạ ngon gì quả này chắc là cay lắm đấy các bạn to quá rồi ngon thế còn gì quả này thêm cái bột canh ngon đấy anh nhở nhưng mà lại không có hoài không chua các bạn không chua rồi anh Hoàng cho em một miếng bé bé nè không chua mà nhưng mà cay đấy xoài bé thôi ngọt hay sao ấy các bạn cắt cho đoạn giữa đấy mình xin anh Hoàng miếng các bạn nhé anh Hoàng để miếng này cho em nhé ừ. Đấy các bạn ạ trời anh ngon mà trời ngon các bạn đấy bách khi trời ngon đấy cái Khánh ăn cho miếng này không Khánh ý các bạn tí nữa giả sớm đấy các bạn ngon đấy ngon ngon kìa ngon ạ ngon anh kìa anh ạ người chơi ra chơi trò này thú vị không? Quá thú vị anh ạ. Nhưng mà anh ấy mình không chắc dạ lắm. Mình ăn uống vị cay, ăn nữa đúng không? Em ăn nhầm thấy quả chai có vị cay. Anh cay rồi. Cay hơn ước ạ.
Mình thì bình thường thôi. Mình thì trong lòng mình bình thường, chả cay ai các bạn. Giờ mình mới được ăn đúng không ạ? Cố lên. Anh Hoàng chịu thua chưa? Thua rồi nhá. Rồi ok, sạch rồi. Tuyệt vời anh trai. Đấy. Bây giờ các bạn ơi, anh Hoàng đang rất là cay đấy các bạn ạ. Đấy, sẵn sàng chưa? Rồi. Đến đây ba nhá. Thánh Mường cứ lùi lại bình tĩnh. Thánh Mường chơi hết cái quả rồi các bạn. Đúng rồi, bỏ tay ra. Không được. Lùi tay lại. Lùi tay lại. Lùi tay lại trước mặt đi. Rồi. Trước mặt như này. Ok, được rồi. Đấy, bắt đầu nha. Ok. Một, hai, ba. À, quả cam. Rồi, Khánh được. Khánh được rồi. Các bạn ơi, cam ngon đấy. Bây giờ mình chỉ bằng viên đấy các bạn. Rồi, quả lại. Cam đối với mình rất đơn giản. Viên đấy, có viên ăn cam mà. Khánh mượn được đấy. Mình ăn nhớ, ngon rồi bạn. Mình nhớ mặt đấy các bạn ạ. Nhớ mặt cái gì ăn đi. Nhớ mặt đấy. Đấy, rất nhanh, Khánh rất là thông minh. Không thấy lần này không thấy ai ăn hộ nhỉ? Ý, bạn Khánh qua đấy. Qua lại bé tí ai ăn hộ bạn nhỉ? Và mình ở bé tí. Không cần ăn hộ đối với mình mà mình thắc túc các bạn ạ. Ủa? Chả cần ăn hộ. Ủa, thơm đấy quá. Vậy các bạn nha. Rồi. 4 miếng. Một miếng. Wow. Rồi, ăn thế nào? Nó ngon, nó ngọt. Ủa, nó ngon, nó ngọt. Nó ngọt, nó bổ rẻ đúng. Mình không cay các bạn. Bố thì bố, không biết có rẻ hay không. Đấy, bác đang bóc hộ viên đấy các bạn ạ. Quá tuyệt vời bác ạ. Bách không nên bóc hộ. Cái này chắc ngon hơn 10 tay vừa móc mũi xong rồi. Tay vừa móc mũi ra. Bác biết này. Anh Hoàng bố bách. Đây vừa thấy đưa vào ngoài ngoáy không ngon hơn mũi không? Vừa đấy, dạ, dạ, đi bông bô. Người cánh người ai là bạn coi rồi. Rồi. Viên đéo rồi nó lồn mất. Đấy, nhả tơ đấy các bạn. Không nồi các bạn. Hơi cay. Đấy. Rồi, Khánh rất là đẳng cấp đấy các bạn ạ. Quánh cho anh Hoàng nhớ lại Viễn. Thôi. Dên hoài hoài. Không phải lo bụng đấy, được đấy, Khánh được đấy các bạn nhỉ. Các bạn ơi, Khánh là sống ở trên đấy nhiều hoa quả các bạn ấy à. Đúng rồi. Lợi thế đấy. Lợi thế các bạn nhé. Trên đồi núi là lợi thế hơn. Ok. Mình là đồng bằng các bạn. Đồng bằng chẳng có gì. Chẳng có gì. Thế bạn biết chẳng đồi núi gì nữa các bạn. Rồi, biết hết chưa? Em còn một miếng nữa. Rồi, chốt đi. Nghe nói quả này đồ quả lắm chốt anh em ạ. Lưng lửng rồi đấy các bạn ạ. Rồi. Viết chịu thua chưa? Chưa. Sẵn sàng chưa? Chưa. Tay xuống. Quả tiếp theo nha. 1 2 3. Rồi. Đúng quá đấy. 1 2 3 quả lê. Rồi. Không được. Chụp hai tay không được. Anh vừa chụp hai tay là sai. Chỉ một tay rồi. Ok lại nha. Phạm luật. Bây giờ chụp hai tay cho ăn cả hai ấy. Đúng rồi, là sao chụp hai tay là ăn cả hai nha. Phạm luật. Ok phạm luật. Cái vô thế. Phạm luật. Đúng rồi. Còn mình muốn thế này thì mình. Đúng rồi. Đầu tiên hết. Ok, được rồi, lại nha. Lại nha. Sẵn sàng chưa? Một, hai, ba. Dưa lê bạch kim. Rồi ok. Anh ơi, em ở đâu? Em ở đây. Rồi. 3 hồn 7 vía, cánh ngại ăn đi. Ghét thật các bạn. Thế nào? Đây, em ở đây. Quả này 1 cân đấy các bạn.
Không đi ăn. Bổ ấy, bổ ấy. Rồi. Ui giời, nó ngon, nó ngọt. Wow. Nó ngon, nó phê. Đấy. Đây là dưa lê bạch kim. Chắc Khánh chưa bao giờ ăn bao giờ luôn. Khánh ạ. À, ăn thật các bạn. Chị dễ anh Hoàng à. Rồi bắt đầu. Các bạn, Khánh vừa cho mình quả xoài đúng 1 cân các bạn. Rồi. Mình nhận đi chả thôi ạ. Quả này cũng 1 cân đấy các bạn ạ. Mình lần đầu thấy người chơi ăn dưa lê ăn cả vỏ hết các bạn ạ. Ơ dưa ăn cả vỏ thôi mà. Đúng rồi. Mực anh ngon mà. Nó ngọt anh ạ. À thế à. Ở đây nó thành biến thành 3 bát cơm các bạn. Quả này mình cũng chưa ăn bao giờ các bạn nhé. Cho caramel miếng, Khánh. Thôi, không, không. Nói khéo ấy, không biết cho. Cái hột thì già, thật. Hột già mà. Hột thì già. Nào thế có mà hết. Đúng rồi. Riêng Khánh mà ăn hết bằng nãy ra. Mà khô nhật, lạo. Không, không được ăn như thế. Ăn cả vỏ á. Hù dao thì anh ấy. Vỏ ăn được, ăn vỏ như kiểu xoài, mình ăn cả vỏ ấy các bạn. Gọt như hết. Chơi thế nó mới xanh chín. Gọt như mà hết rồi. Gọt kia hết còn đâu á. Rồi, Khánh mà ăn hết quả này là cũng đẳng cấp đấy các bạn ạ. Cố lên. Ui trời ơi, cái hạt này. Ăn nó ngon không? Ngon không Khánh? Nó ngon anh ạ. Ừ. Rồi, mát đúng không? Chắc là nó cũng không cay đâu hả Khánh Mường nhỉ? Ok. Ăn đấy. Ở bên không, cứ gặm mỏng vỏ là được. Không cần phải bắt buộc ăn cả vỏ. Mình gửi hạt hồ Khánh em nhá. Rồi. Bách vừa quay mũi, mình thấy quay mũi mình mới bảo Bách đi gạt vỏ. Cố lên, anh cố lên. Anh chịu thua chưa? Chưa. Rồi. Khánh mà lúc nào mà cay cú bực tức lắm là các bạn nhìn cái vẻ mặt là môi bắt đầu che ra. Rồi. Cay cú. Khánh có cay cú không? Không. Có đấy các bạn. Đấy, chơi vui mà, thua thì thôi. Thua quan trọng gì các bạn nhỉ? Thế thôi cứ đứng đấy để anh tí anh vô anh chỉ định mà ăn. Các bạn. Nhưng mà quả này nó mềm không ạ? Cái gì? Mềm đúng không? Mềm à? Ăn dễ ăn hơn xoài, mình ăn xoài khổ. Ngọt không? Ngọt không? Ngọt, bá không? Ăn kìa. Ừ. Đấy, ăn không thèm, nó bảo không thèm rồi. Không biết đấy là còn dí ở mồm. Mong ba. Rồi. Cố lên. Anh chị đua chưa? Đúng. Rồi rất khỏe hết quả dưa lê bạch kim nhá. Đúng bạn nhá. Rồi. Ok, quá tuyệt vời. Rồi, sẵn sàng chưa? Đấy chuẩn bị nhá. Bỏ tay lại đi. Rồi, bỏ tay lại đi. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok. 1 2 3 Quá ối. Rồi, biết. Khánh mặt đã chờ, đã chỉ định đâu mặt đã chờ thôi. Biết chỉ định ai? Rồi, cái. Cái. Không phải tao. Ăn cả quả. Anh cày, bạn vẫn nhớ mặt đấy. Ok. Nãy Khánh Mương chỉ định mình này. Đây, đây, đây. Đúng rồi, anh em ạ. Rồi, không sao. Cứ chỉ hứa hai bố ấy. Khánh có cay không? Có ai mình cay bằng dưới không các bạn? Ok. Rồi, ok. Ui giời. Cứ chỉ định vào mình là xong rồi. Khánh ăn giờ này thế nào rồi? Chưa ăn gì anh ạ. Quả ổi này nó cay anh em ạ. Đối với các bạn. Chưa ăn gì. Nhưng mà quả ổi này nó ngọt các bạn. Ok, quá ngọt. Cố lên. Nhưng mà ổi này mình thấy là ngon các bạn. Quá ngon, và thêm cả độ cay. Nó mềm. Ngon hơn dưa nhỉ? Quả dưa lại ngon hay ổi ngon? Quả ngon hơn các bạn. À, ngon hơn. Ngon hơn là gì á? Đấy, không ăn thì chịu thua nha. Không cố. Khánh ăn nhiều phết rồi đấy các bạn ạ. Đừng có đùa. Đâu, Khánh ăn ít mà. Rồi. Khánh mới được... có 4 quả ấy các bạn. Mình... 4 quả quá tuyệt vời. Chắc... Cố lên. Khánh không qua khỏi vòng này đâu các bạn. Mình cho bạn nhá. Rồi, ghê. Quá
đẳng cấp quá luôn các bạn. Khánh chịu đua chưa? Người yêu ơi. Rồi Khánh đẳng cấp chưa? Đẳng cấp. Nào. Rồi. Nào. 1 2 3. Quả thanh long. Bách. Rồi, bách được. Bách được, bách trước được. Rồi bách chỉ đi nhai. Anh em ơi, mình không trả thù anh em nhá. Mình ở đây mình nhìn thấy có mỗi người một con trắng anh em ạ. Rồi. Rồi thế để bách chắc chắn. Cay rồi thấy có đi tiếp không? Có anh ạ. Vẫn đi tiếp. Bố rồi vẫn đi tiếp bạn nhá. Có đằng cơ đấy, em ơi không ăn được thì chịu đua nhá. Mặt đấy nào bạn chẳng gặp rồi cắt khéo lại đất hết giới ở giấy giấy mà. Rồi à hết ngon đấy, ăn thế nào? Quá cay. Nó ngồi anh. Bạn ơi, tớ bảo bạn cái năm bạn phải nhận hột ra. Nhận hột ra. Đúng rồi, không hột. Không ngờ riêng là ăn cái hột là xuống nó mọc ở trong người ấy. Đó. Rồi, đấy các bạn ơi, Khánh bị ba người chỉ định. Yeah. Đấy không tốt anh em. Đúng rồi. Đúng rồi anh em thấy không tốt. Chịu thua chưa? Đó. Rồi. Mình thì phải trả thù thì mình mới. Đúng rồi, mình trả thù thôi. Không thì không bao giờ chỉ Khánh đâu. Mình đây không chơi không. Bạn viên lên, bạn nhớ mặt đấy. Nghe thấy chưa? Nhớ mặt đấy. Nhớ mặt đấy. Quả này đã quả dưa ở đâu? Quả ok. Em thì lúc nào mày chẳng nhớ nhỉ? Mặt. Gia chơi luôn anh nhìn mặt luôn. Mặt bách thì như gà chết chả. Rồi cố lên. Còn mặt em như nào? Mặt mày như ấy. Đấy. Chưa nhiều ơi. Mình ăn ba quả này cũng no phết đấy các bạn. Lo không? Chả lo thì sao? Quá lo luôn. Đấy. Vẫn ăn tốt, thế mừng nhỉ. Khánh kiểu như vẫn muốn cố gắng ở lại để bốc lên được một vòng để trả thù. Để kiểu trả thù. Cố để trả thù. Mình thắng đây với các bạn nha. Khánh này nếu Khánh thắng được luôn. Đúng rồi. Chỉ quan ra ở tầm nào thôi. Kiểu gì trả thù. Kiểu gì trả thù mà. Kiểu gì trả thù em. Kiểu gì trả thù em mình nữa các bạn. Em ghi trong đầu rồi. Chính ra Khánh ở đây nhiều kẻ thù rồi các bạn. Ba kẻ thù. Rồi Khánh chịu thua chưa? Được rồi. Rồi vẫn đi tiếp. Bao cây mà không chịu què anh em. Các bạn như kiểu mấy người này thấy mình như kiểu người mới vào bốc vào ấy các bạn. Không phải đây là người ta kiểu quý đây là quý các bạn nhá. Quý các bạn biết video của mình không hề quê Khánh luôn tại vì là lúc đầu mình bốc được quả chanh mình cho Bách ăn tại vì Bách là người ăn khỏe các bạn thì mình phải cho Bách ăn trước nhưng mà mình bị Khánh chỉ cho mình một phát quả xoài đúng một cân cơ đấy thế mình may quá mình được cái vòng dưa mình trả thù lại thôi các bạn nhé. Khánh mường cho mình hai vòng mình trả lại hai vòng thì rất là công bằng hòa nhau còn gì nữa các bạn nhỉ. Mặt hai vòng ok à? Hai vòng Khánh mường cho mình hai vòng anh Hoàng được mấy vòng trả thù Khánh rồi mới được một. Một lại nói là bốn được mỗi quả dưa là bốn thế lại thằng Khánh anh bốn các bạn mình chốt bạn nhá. Rồi wow Khánh bốn rồi ok. Rồi, sẵn sàng chưa? Sàng. 1, 2, 3. Ớt chuông. Rồi, Viễn Viễn được. Viễn chỉ đến nhai. Thôi các bạn ạ, cho Bách khỉ đi. Rồi. Bách toàn ớt với chanh. Không, mình đi, mình cuối rồi ra. Không phải, mình Mày ơi, em mượn cũng dạo ấy. Sao phải dao? Cầm bùa này. Cái này gặm cả được mà. Ôi đấy, ớt chua ngon đấy. Vâng, mình chỉ ớt chua này ngon hơn cả ớt ớt cay kìa các bạn. Cho mình... Khánh mang ra thì về trên sân trường Lào Cai gieo lấy giống. Chào bạn, mang về Lào Cai. Này, có bạn. Cậu bớt đây. Các bạn ạ, mời mời anh em nha. Rồi, Bách ăn đi. Các bạn ơi, mình chỉ Bách ăn thế nào? Ai khỉ, ngon không? Cay. Ngon, không cay đâu. Không cay đâu các bạn nhỉ, cay hơi tí thôi. Cay. Thế nào? Cay anh ạ. Cay. Cay mà cay không phải cay ớt, mà là cay trong lòng anh nhá. Rồi. Mình thì chỉ Khánh Mường thôi ấy các bạn, nhưng mà chỉ nhiều người nói là Khánh Mường là bảo mình bắt nạt thế thôi. Cho Bách chứ mình chưa chỉ bao giờ thì mình chỉ cho Bách cũng được. Rồi Bách nhau Viễn anh Hoàng là ăn ít nhất. Viễn được mấy vòng? Em 3 vòng. Mình ăn một vòng nhưng một vòng của mình to à bạn. Rồi. Mình 3 vòng đều bị đen mà toàn vào cái to à bạn nhá. Thank you.
Mình chốt đi nha. Rồi. Bác chịu thua chưa? Chưa. Ui, tưởng vừa rào à. Bán hết mà mình ngơ. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn. Đấy, vòng tiếp theo bạn nhá. 1 2 Thôi Khánh, Khánh lui tay lại. Lui tay lại đi. Rồi. Rồi. Được chưa? Rồi. 1 2 3. Quá bưởi. Rồi. Rồi. Ok, được rồi. Biết chỉ định nhai. Người áo trắng à? Nhân chi? Rồi, mà này áo tu ra rồi. Em đi tiếp không? Anh ơi, em chịu thua rồi anh ạ. Chịu thua hả? Đúng rồi vậy. Rồi, ok. Đấy, em ăn nhiều rồi. Ngon lắm anh ạ. Ok, được rồi. Viễn thoáng vết đấy ạ. Các bạn. Thế em đi ra ngoài đi. Măng có bưởi nhá. Bưởi qua lại đây. Măng có bưởi qua lại đây. Tí lại tiếp. Rồi, bách cô sang này tí đi. Rồi, có bưởi ra đi. Không cho. Mình ngồi sườn hơi thiệt tí các bạn. Rồi. 1 2 3 Quả lê. Rồi. Anh Hoàng được. Hoàng chữ nhai. Cô Viễn. Quá thiệt rồi. Rồi, Lê Hàn. Lê có ăn vỏ được không anh? Không. Quả vỏ ra. Rồi bắt đầu. Bạn ơi. Wow. Ngon à? Lê là ngon rồi các bạn. Rồi. Quá ngon. Ngon không bạn? Ngon. Hấp dẫn không? Hấp dẫn rồi không? Quá tuyệt vời. Ăn không? Không. Không. Rồi Viễn ăn anh. Giờ này thế nào rồi? Lưng lửng anh. Đúng rồi. Viễn toàn bị anh Hoàng chỉ định nhỉ? Đúng rồi. Càng làm nó còn nhớ kiểu kỳ. Dạ vì Viễn anh khỏe anh mới nhớ em ạ. Cà là men lại càng thích kiểu đổ thêm dầu vào lửa ấy các bạn. Đấy. Ý anh em mà không chỉ anh Hoàng là anh em chỉ có da thôi. Cố lên. Lê có nhiều nước không hết các bạn. Rồi. Khánh bị nhớ chân chỉ bắn băng ấy là chết chứ ạ. Quá vừa rồi Viễn chỉ quả đấy quả chất lượng đấy các bạn. Rồi. Bắn được quá bằng quá dao luôn anh em nhá. Không phải bổ chứ thì bắn cái giá luôn. Đây. Rồi. Ăn vào. Ok. Wow. Viễn ăn rồi, cảm thấy nào rồi? No à rồi nhỉ. Bê. Ăn mà ăn được tiếp đúng không ạ? Rồi, ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, còn mấy quả này thôi nhá, phải nhanh tay nhá. Rồi. Bắt đầu nhá. 1 2 3 Quả ối. Rồi, Bách. Bách chỉ định nhai. Anh em ơi. Vì ơi con có trả thù với anh em ạ. Trả thù với anh em nhá. Viễn ơi, Viễn chơi mình nhá. Rồi. Viễn chơi mình lại chơi lại. Ok. Khổ thân em. Có ăn được tiếp không? Nếu không đi được thì dừng thôi. Trời ơi, nghe to đấy. Đấy. Để chứa nước xong thêm một hồi. Trời ơi, nghe to đấy. Rồi, Lê có chuyện chút hết rồi ạ. Đi được thì đi, không đi được thôi. Đúng rồi, đi được thì ăn, không thắng được không anh đi đâu. Được thì ngừng. Anh mới được một không cố nhá. Thôi. Em nhận 2 rồi. Anh mới 1 đồ thôi. Em nhận 2. Cố lên. Cố em ạ. Cay. Cố lên. Cay Viễn chỉ có chua mình nhá anh em ạ. Sao nhanh lên. Đang vân vân là đi tiếp bây giờ nhỉ. Thôi anh ạ. Chịu thua gì? Thua. Rồi ok đi ra đi. Băng. Ra. Rồi. Được thì làm cái gì? Rồi bắt đầu nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn. Đấy, còn 2 người thôi các bạn ạ. Rồi. 1 2 3 Quá dứa. Rồi. Còn ai ra ngoài Bách các bạn nhỉ? Rồi Bách. Đấy, bây giờ sẽ gọt ra. Anh ăn cả bố á. Gọt ra thôi rồi, bây giờ có người gọt cho nhá. Rồi các bạn ơi, Bách đã được
Lương gọt cho rất là sạch sẽ rồi nhá. Đẹ luôn. Thơm anh ạ. Rồi, bác chịu đua chưa? Của nâu ấy ạ, anh em nha. Cảm giác thế nào? Ăn thế nào? Ôi, cái cay anh ạ. Cay à? Cay à? Thế bây giờ còn độc hai người thì không, đúng rồi. Không chỉ định ai các bạn nhỉ? Anh nhé lại chỉ định mình. Thế thôi bây giờ nó là xanh chín rồi. Đúng rồi. Không có thù hằn nhau để trong lòng được. Đấy. Bách thì hôm nay có cố gắng để chiến thắng anh Hoàng nhỉ? Chắc là có anh. Hả Bách? Em chưa biết anh ạ. Rồi, có ăn hết được quả này không? Hết. Chắc là hết đấy. Rồi, ăn nó thế nào? Ngọt. Anh ơi, cái chua ngọt ngọt anh ạ. Này cay nữa. Cố lên. Cắn bắn vào mắt mình các bạn. Đấy, Bách ăn rất cố gắng các bạn ạ. Quả dứa này to các bạn ạ, hơn nửa cân đấy. Đừng có đùa. Bách chịu thua chưa? Chưa. Rồi, không cố nha. Cố quá thành quá cố đấy. Rồi, Bách chịu thua chưa? Chưa anh đi. Rồi, đấy. Anh Hoàng lại phải nhanh lại tay phải rồi các bạn. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn. Đấy, còn hai người các bạn ạ. Rồi, Bách chú tâm vào đi. 1 2 3 quả táo. Rồi Bách lại phải ăn. Rồi. Ngoài đấy. Cố lên. Bách lại phải ăn rồi. Được của nó. Đây cho anh em nhá. Táo ngon mà nhỉ. Rồi, cố lên. Bách cũng tay gần quả táo nhưng Bách không biết nhúc các bạn. Đúng rồi, không ăn được chịu thua nhá. Ui, đấy, Bách ăn liên tục các bạn ạ. Hết quả dứa rồi lại đến quả táo. Đi làm quả ối nữa nhỉ. Đấy, chơi trò này có vẻ những người nào mà thông minh, nhanh nhẹn thì rất là lợi thế các bạn nhá. Không phải đâu. Đấy, Bách làm sao đấy? Chua anh ạ. À, táo xanh thì nó chua rồi các bạn ạ. Cố lên. Rồi. Rồi, thôi được rồi. Ok, Bách chịu thua chưa? Thua. Ok, tiếp tục nha. Tiếp tục. 1 2 3 mướp đắng. Đây rồi. Rồi. Thôi. Thế Bách lại phải ăn rồi. Bách còn miệng. Gãy thì gãy ghê. Gãy à. Chẳng ngon như gì. Rồi, Bách hôm nay toàn những quả kinh dị các bạn nhá. Chua có, đắng có. Chua có, đắng có. Thôi tí nữa khác có quả ngọt. Ăn được không nhận hốt. Đúng rồi. Ui. Đấy. Bác chịu thua chưa? Đắng thế. Rồi không ăn được thì chịu thua nhá. Mình đã lọc hạt cho Bách các bạn. Mướp đắng thì Bách ăn như dưa chuột rồi. Bách là thân mướp đắng. Cố lên. Đắng nó chua quá nhưng mà gì nó lại cay á? Chưa có ngọt. Không ngọt. Tí nữa làm quả dưa cho ngọt nhé. Cố lên. Wow. Kinh. Rồi, đấy, nào, Bách chuẩn bị đi. Chắc chắn ổn rồi. Rồi, 1, 2, 3. Tay này, đi, thế này. Rồi, đây. Hạ, rồi vào chỗ đi. Thế này đi. Đưa tay đi. Đây, thế này được chưa? Rồi, được rồi. Rồi, đây. 2, lao, sẵn sàng. Rồi, đưa tay lên, bắt đầu. 1, 2, 3. Dưa hấu. Rồi.
Thôi cho của bay hết. Đây của ra bay, ơi. Chào đây. Ăn được tỷ bố không thôi. Chắc là già các bạn. Già rồi. Ăn nữa. Đấy, đây mình cho vòng chốt các bạn ạ. Kể cả anh Hoàng có ăn được vào cũng ra. Không, không ra được. Riêng mình vào dưa hấu phải không thể ra được các bạn. Quả dưa hấu không nào khó. Rồi bay chào. Anh Hương ơi. Sao? Anh Hương lắc lắm, em không ăn được nữa đâu. Chịu thua gì? Rồi. Ôi, hôm nay anh Hoàng là người chiến thắng. Yeah. Rồi các bạn ơi, hôm nay anh Hoàng là người chiến thắng các bạn nha. Yeah. Anh Hoàng được 5 triệu. Anh em đánh nhau. Các bạn ơi, các bạn thấy video mình hay nhớ like và chia sẻ cho mình nhá. Đấy. Bây giờ xin chào là người trong video tiếp theo. Bye bye.